Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày, chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia, người Ammon ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giuđa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, chổi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng. Khá nhớ, Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giuđa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi,
Nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Chương 5. Khi ấy, có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ. Này, chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng, các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có, chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em 9 ngày này hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Chúng nói rằng, chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ạt-ta-xét-xê, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc. Đến đổi, các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại, tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Chương 6. Sải khi Sanballat, Tobia, Gesem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa thì Sanballat và Gesem sai đến nói với tôi rằng, hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng có ý làm hại tôi.
Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng, ta mắc làm công việc lớn xuống không đặn. Lẽ nào để công việc dứt, trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ năm, Sanballat sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng, trong các dân tộc, người ta nghe đồn và gác mưu nói rằng, ông và người Giuđa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy nên ông mới xây sửa vách thành. Và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại, ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng, có một vua trong xứ Giuđa. Bây giờ, người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra, vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nó rằng, tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaya, con trai của Delaya, cháu của Mehetabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó, người nói rằng, chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toàn đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobia và Sanballat đã mướn người vậy. Vì tại đó người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobia và Sanballat, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cũng nhớ đến Noadia nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng, vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giuđa gửi lắm thơ từ cho Tobia, và Tobia đáp thơ gửi lại cho chúng. Vì tại Giuđa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Shekania, con trai của Ara, và Johanan, con trai người, đã cưới con gái của Mesulam, là con trai của Berekia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tobia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Thi Thiên 149. Hallelujah! Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Chương 6. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng, người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì,
và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, xước dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng: Giăng là người làm phép báp têm đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Eli. Kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và Giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm Giăng, muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herodia vào nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ Giăng nghe tin đến lấy xác người chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng:
chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nghe bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Chương 7. Bây giờ, các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu. Thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Và người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Lại nói, ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng, mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được thì đã là Corban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy, người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Bây giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng, các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán, hễ sự gì từ người ra,
đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được, vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Grec, dân Syrophenici. Người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Tyre, qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Sau Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.